Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sentity Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình kết nối người dùng SSL VPN tới IPsec Sitosa VPN. Đây là mô hình đơn giản nhất. Các bạn có các remote client bên ngoài Internet kết nối tới firewall chi nhánh bằng SSL VPN. Trường hợp các bạn sử dụng VPN Remote Access bằng FortiClient thì cũng tương tự thôi. Chúng ta chỉ cần policy trên firewall nên nó sẽ không phụ thuộc vào giao thức. Firewall chi nhánh các bạn kết nối về trụ sở chính bằng VPN Sitosa sử dụng IPsec. Yêu cầu của chúng ta sẽ là Remote Client có thể kết nối tới các tài nguyên tại LAN HQ tại trụ sở chính. Trên YouTube channel và blog website thì mình đã có các bài viết và video hướng dẫn chi tiết cách cấu hình VPN Sitosa và SSL VPN rồi. Do vậy thì các phần cấu hình mình sẽ không nói chi tiết nữa, mình chỉ giải thích về các cấu hình khi kết hợp hai VPN thôi nhé. Đầu tiên, mình sẽ cấu hình IPsec VPN Sitosa trên firewall BR. Các bạn vào menu VPN, IPsec Wizard để tạo VPN. Các thông số mình sẽ để mặc định Sitosa, NoNAC và Remote Device là FortiGate. Remote Address là IP1 của HQ. Cấu hình sẽ khác với VPN Sitosa ở phần này. Local address các bạn sẽ cần khai báo thêm giải IP mà các bạn sử dụng cho SSL VPN là được. Mình đang cấp giải IP 172.16.0.0/24 cho SSL client nên mình sẽ thêm giải IP này vào local subnet của firewall BR. Remote subnet vẫn là giải IP LAN của HQ. Tiếp theo, mình sẽ tạo các user và user group cho người dùng SSL VPN. Phần này mình làm nhanh nhé. Sau khi có user thì mình sẽ cấu hình SSL VPN trên firewall BR cho remote client. Các bạn vào menu VPN, SSL VPN setting, listen on interface chọn cổng WAN. Listen port mình sẽ đổi thành 10443 để không trùng lặp với cổng của HTTPS. Address range chọn specify custom IP range và chọn giải IP sẽ cấp cho client. Trong phần IP range, các bạn chọn address và IPsec VPN đã tạo khi các bạn cấu hình VPN Sitosa. Vừa nãy thì mình đã nhập giải mạng SSL VPN vào ô thứ hai của local address nên firewall đã tạo một address là local subnet 2 ở đây với giải IP là 172.16.0.0/24. Khi đó client sẽ nhận IP giải này và nó đã được permit trong policy của IPsec. Trong menu Authentication Portal Mapping, All User các bạn cấu hình chỉ để web access thôi. Tạo thêm một mapping mới và thêm User Group VPN với portal là Tunnel Access. Các bạn có thể chọn Full Access cũng được tùy yêu cầu. Nhấn Apply. Phần SSL VPN setting này thì không khác gì với SSL VPN thông thường. Chuyển sang menu SSL VPN portal. Chọn Edit Tunnel Access. Nếu ở phần SSL VPN setting các bạn mark User Group với Full Access thì các bạn sẽ edit Full Access nhé. Edit
Tích chọn Enable Split Tunneling để traffic Internet của Remote Client sẽ đi qua đường WAN của họ. Với những người làm việc từ xa thì mình nghĩ chúng ta chỉ cần quản lý các traffic truy cập vào tài nguyên của công ty thôi. Nếu các bạn Enable Split Tunneling thì trong phần Routing Address các bạn chọn Remote Subnet 1. Đây là giải mạng LAN của Site HQ mà IPsec VPN đã tạo ở bước trước. Các bạn cần add vào để SSL VPN Client có thể biết được đường đi tới giải LAN của Site HQ. Suột IP pool chọn Local Subnet 2 là giải mạng dùng để cấp cho VPN Client. Như vậy là xong. Sau khi tạo xong hai VPN, các bạn sẽ cần tạo thêm một policy từ SSL VPN sang IPsec VPN để người dùng SSL VPN có thể truy cập được sang tài nguyên tại Site HQ thông qua IPsec VPN. Incoming interface sẽ là SSL VPN tunnel, outgoing interface là IPsec tunnel. Suột chọn address là O. Các bạn cần thêm VPN user group vào phần suột này. Destination chọn giải mạng LAN của Site HQ. NAT thì các bạn bật hay tắt đều được, do chúng ta đã có root cho các giải VPN rồi. Các bạn nên tắt NAT ở policy này. Ok, như vậy là xong cấu hình tại Site BR. Trên Firewall HQ, chúng ta chỉ cần cấu hình IPsec VPN thôi. Nó cũng chỉ khác nhau ở phần policy, nên các phần khác mình sẽ bỏ qua nhé. Local Interface là cổng LAN tại HQ. Remote Address, các bạn sẽ add cả giải mạng LAN của Site BR và giải mạng của SSL VPN vào nhé. Chỉ đơn giản vậy thôi. Mình sẽ ping về Site BR để cho VPN tunnel up lên. Ok, khi có traffic thì IPsec tunnel đã up. Mình sẽ kết nối SSL VPN tới Site BR bằng FortiClient. Ok, kết nối thành công. Mình sẽ ping thử.
Máy tính của mình cũng đã ping được đến giải LAN thuộc size HQ. Như vậy là chúng ta đã cấu hình thành công SSL VPN sang IPsec VPN. SSL VPN này mình chưa tạo policy cho phép truy cập vào giải LAN của size BR nên mình chưa ping được nhé. Các bạn cấu hình thêm policy cho SSL VPN là được. Nó tương tự như các bạn cấu hình SSL VPN thông thường thôi, cho nên là mình sẽ bỏ qua phần này. Trong trường hợp các bạn đã có sẵn 2 VPN rồi và bây giờ các bạn chỉ muốn SSL VPN thông tới IPsec VPN thì chúng ta có thể chỉnh sửa lại các thông tin cho VPN. Có một số cấu hình chúng ta cần sửa đổi. Đầu tiên tại size HQ thì trước tiên các bạn tạo một address group cho tiện trong việc cấu hình. Do mình đang sử dụng lại mô hình trước nên là các address đã có sẵn hết rồi. Mình sẽ hướng dẫn cách làm thôi nhé, còn việc tạo address thì nó đơn giản thôi. Các bạn vào phần address và tạo address tương ứng với các giải mạng của CyberR, bao gồm cả giải mạng cấp cho người dùng SSL VPN như hai giải Remote Subnet 1 và 2 ở đây. Trong ví dụ này thì size HQ của mình chỉ có một giải LAN, do vậy thì mình không cần tạo group. Còn nếu mô hình các bạn có nhiều VLAN thì các bạn cũng tạo group tương tự cho giải mạng local nhé. Sau đó thì tạo một address group và nhóm hai giải mạng này vào. Group này sẽ bao gồm giải LAN của BR và giải mạng cấp cho SSL client. Sau khi có address group thì các bạn vào menu VPN, chọn Edit IPsec Tunnel. Trong phần phase 2 Selector, Remote Address các bạn đổi sang address group vừa tạo là được. Tiếp theo, các bạn chỉnh sửa policy cho phép thêm giải SSL. Sẽ có hai policy liên quan đến IPsec VPN. Các bạn chỉnh sửa cả hai policy này. Với chiều từ LAN sang VPN thì các bạn sẽ chọn destination là address group. Còn với chiều từ VPN sang LAN thì phần source sẽ là address group. Các bạn cũng có thể tạo thêm policy khác cũng được nếu muốn giải mã SSL và LAN BR có chính sách riêng. Còn nếu cùng chính sách thì các bạn gộp lại cho dễ quản lý. Cuối cùng các bạn chỉnh sửa root. VPN cũng tạo ra hai root, các bạn chỉnh sửa cả hai root này. Trong phần destination các bạn đổi sang address group đã tạo là được. Tuy nhiên các bạn cần tích chọn static root configuration trong group address thì mới chọn được nhé. Nếu các bạn không thấy address group ở đây thì các bạn sẽ cần chỉnh sửa lại address group nhé. Enable mục này lên. Như vậy là xong trên size HQ. Đối với size BR thì các bạn cũng làm tương tự, nhưng ngược lại, ở size HQ các bạn tạo group address cho các giải mạng ở size remote là BR, thì ở size BR các bạn sẽ tạo group address cho giải mạng local của nó luôn, bao gồm giải LAN BR và giải mạng SSL VPN. Sau đó các bạn cũng cần chỉnh sửa IPsec Tunnel Policy.
Trong IPsec Tunnel thì các bạn sửa local address trong phase 2 thành group address. Policy thì các bạn vẫn sửa hai policy từ LAN BR sang IPsec Tunnel và ngược lại. Phần root chúng ta không cần tạo, do giảm SSL VPN ở trên firewall BR luôn rồi. Trên SSL VPN thì nếu các bạn enable split tunnel link, các bạn thêm giải mạng LAN local của size HQ và routing address là được. Chỉ đơn giản vậy thôi, các bạn có bao nhiêu giải LAN ở local và remote site thì chỉ cần tạo các address group tương ứng và add vào phase 2 của VPN, root và policy là được. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn kết nối người dùng SSL VPN qua IPsec Tunnel VPN. Nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý nào, hãy để lại comment để mọi người cùng trao đổi với nhau nhé. Và đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.